kính chào các đồng chí và các bạn. Rất vui được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình An ninh Hải Phòng. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Mở đầu là mục điểm một số tin an ninh trật tự diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo là mục vấn đề hôm nay, chúng tôi đề cập tới kết quả sau một tháng tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10. Phần cuối chương trình là phóng sự đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước. Sau đây mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, Công an thành phố tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và công nhận các mô hình phòng cháy chữa cháy năm 2023, triển khai nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy năm 2024. Những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cấp ủy chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Thông qua việc xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy đã giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ dân thực hiện tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, phát huy hiệu quả trong việc chữa cháy ban đầu. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa nội dung kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào giảng dạy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan tổ chức cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị, Giám đốc Công an thành phố đã biểu dương trao giấy chứng nhận cho các đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy năm 2023 và tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2024, Công an thành phố phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Công an Hải Phòng vì nhân dân phục vụ, vì bình yên thành phố. Cuộc thi ảnh nghệ thuật Công an Hải Phòng vì nhân dân phục vụ, vì bình yên thành phố do Ban tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố phối hợp tổ chức nhằm đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, khai thác lợi thế trực quan sinh động của lĩnh vực nhiếp ảnh để sáng tác vì hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng. Thông qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố về truyền thống vẻ vang, ý chí tự lực, tự cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác chiến đấu của lực lượng và cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, Công an thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ các nhà báo, các nghệ sĩ trong quá trình tác nghiệp thực tế. Công an thành phố cũng tin tưởng và mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, cán bộ và nhân dân để cuộc thi ảnh nghệ thuật Công an Hải Phòng vì nhân dân phục vụ, vì bình yên thành phố thành công tốt đẹp với nhiều tác phẩm chất lượng cao. Thưa quý vị, quốc lộ 10 là tuyến giao thông huyết mạch của vùng duyên hải Bắc Bộ. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã triển khai kế hoạch chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 từ ngày 28 tháng 2 năm 2024. Sau một tháng thực hiện, trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 qua đoạn thành phố Hải Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc lộ 10 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng từ km 7+100 đến km 58+480 đi qua địa bàn các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, An Lão. Có nhiều khu công nghiệp, trường học, đường nhánh, điểm mở. Phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 10 chủ yếu là xe container, xe tải, xe khách chạy liên tỉnh, liên huyện. Ngoài ra, rất đông các phương tiện ô tô cá nhân, xe máy, xe thô sơ của nhân dân tại các huyện đi từ các đường nhánh, điểm mở ra quốc lộ 10, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, rủi ro tai nạn cao cho người tham gia giao thông. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, chỉ tính riêng quý 1 năm 2024, đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 13 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành quy định của pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế. Điều đáng nói ở đây, một số trường hợp người dân biết sai nhưng vẫn vi phạm luật. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng không đảm bảo,
thậm chí một số khu vực thiếu đèn chiếu sáng ban đêm, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông. Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người dân cũng được lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đặc biệt chú trọng. Trong quá trình làm việc thì tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng từ học sinh, sinh viên cho đến các đơn vị, xã, phường mà có người dân sinh sống quanh ven được tham gia tốt và hiểu về luật giao thông để tham gia trên tuyến quốc lộ và để giảm làm sao tránh cái tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên tuyến. Và qua quá trình đấy thì đơn vị cũng đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ thực hiện theo các cái ca công tác hướng dẫn đảm bảo và hai là hướng dẫn người dân và hướng dẫn học sinh các cái quy tắc giao thông đấy, để làm sao mọi người tham gia giao thông một cách coi như là trật tự và cố gắng để làm sao giảm tai nạn giao thông. Ghi nhận sau hơn một tháng triển khai, tai nạn giao thông trên tuyến đã giảm đáng kể. Tháng 3 năm 2024, toàn tuyến chỉ xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người. So với tháng 1, giảm 5 vụ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 1.781 trường hợp vi phạm. Đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm, các đơn vị còn lập danh sách người vi phạm trên địa bàn các xã dọc tuyến quốc lộ 10 để gửi về địa phương, công khai tuyên truyền, nhắc nhở trên hệ thống loa truyền thanh. Việc đồng bộ quyết liệt trong các biện pháp thực hiện của lực lượng chức năng phần nào đã giúp người dân hiểu rõ nguyên nhân, nêu cao ý thức trách nhiệm, cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông, nhất là hành vi điều khiển phương tiện đi từ đường nhánh ra quốc lộ 10. Qua triển khai kế hoạch, Phòng Cảnh sát Giao thông và các ban ngành chức năng của thành phố đã rà soát những điểm đen, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông, từ đó tham mưu cho thành phố giải pháp xử lý theo lộ trình cụ thể. Tổ chức giao thông tuyến quốc lộ 10 là có một số những cái bất cập, trong đó là không phân làn ô tô đi riêng, mà ba làn cùng chiều là đều giao thông hỗn hợp, do vậy là rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối với những phương tiện xe máy mà đi lẫn vào làn ô tô. Và một số cái tuyến, một số đoạn của quốc lộ 10 qua các khu không đông dân cư thì được phép đi đến tốc độ tối đa là 90 cây. Tình trạng giao thông hỗn hợp như thế này thì rất là nguy hiểm. Nên thời gian vừa qua là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo đồng chí giám đốc và phó giám đốc phụ trách tăng cường các lực lượng khác để phục vụ cái việc mà tuần tra chốt điểm, tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm. Cái này thì qua lực lượng giám đốc công an thành phố đã điều động ngoài lực lượng của phòng cảnh sát giao thông thì có lực lượng của PK02, rồi công an các quận huyện, rồi là công an các xã có địa bàn đi qua. Đấy thì liên tục tuần tra kiểm soát và thực hiện cái hình thức kiểm soát tổng kiểm soát trên khu vực quốc lộ 10 để kiềm chế tai nạn giao thông và tăng cường cái xử lý vi phạm. Để đạt được kết quả bền vững, cần có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận phối hợp giữa người dân với lực lượng chức năng. An toàn giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người. Bằng những hành động có trách nhiệm, tuy là việc nhỏ thường ngày khi tham gia giao thông, nhưng lại góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Qua kế hoạch này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng mong muốn tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân, kiềm chế giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Tất cả cho sự phát triển bền vững của thành phố, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ các vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Qua các vụ việc có thể thấy, mặc dù hình thức không mới, nhưng thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng, doanh nghiệp khiến việc kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng khó khăn hơn.
Để đấu tranh với loại tội phạm này, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước. Đây là tang vật trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền giao dịch lên tới 5 tỷ đồng, được lực lượng chức năng Hải Phòng phát hiện bắt giữ thời gian qua. Để thu lợi bất chính, đối tượng đã trực tiếp và thuê dịch vụ thành lập 15 công ty núp dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Đáng chú ý, thủ đoạn này đang được nhiều đối tượng mua bán hóa đơn trái phép sử dụng hiện nay. Theo cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, để che giấu tung tích, lai lịch bản thân, các đối tượng đã thuê những người không có công ăn việc làm ổn định, lý lịch và nơi cư trú không rõ ràng, lấy thông tin của họ để đăng ký thành lập các công ty ma nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Không chỉ bán hóa đơn cho các doanh nghiệp để trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế, mà các đối tượng còn bán cho các doanh nghiệp nhằm tạo doanh số, nâng khống giá trị doanh nghiệp để vay tiền ngân hàng, phát hành trái phiếu, chuyển tiền trái phép qua biên giới và sử dụng nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, lợi dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử, các đối tượng không cần gặp mặt trực tiếp mà vẫn có thể chào mời, giới thiệu, tổ chức mua bán trái phép hóa đơn thông qua các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram mà không lộ diện. Điều này gây khó khăn trong quá trình điều tra phá án của cơ quan công an. Đối tượng phạm tội là những đối tượng là chủ doanh nghiệp. Những đối tượng này có trình độ, có nhận thức và am hiểu về pháp luật, nên các đối tượng luôn luôn tìm cách để che giấu hành vi phạm tội của mình và lách luật để vi phạm. Nên là trong công tác là điều tra là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Cái thứ hai là hoạt động của doanh nghiệp thì là bình thường là diễn ra là trong một thời gian dài và liên quan đến nhiều địa bàn, tỉnh, thành phố trên cả nước. Nên là công tác là đi thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh là gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn, mất rất nhiều thời gian để chứng minh với hành vi vi phạm của các đối tượng để khởi tố, điều tra, bóc tách đường dây và truy tố các đối tượng trước pháp luật. Trên thực tế, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà người có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì người có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 5 năm. Pháp nhân thương mại phạm tội bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định đến 3 năm. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã thụ lý điều tra, xác minh 18 vụ với 52 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Trong đó, 2 đến 3 năm trở lại đây được coi là thời điểm sôi động nhất của nạn mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Để hạn chế sự gia tăng của hình thức tội phạm này, cơ quan công an đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trước thực trạng như vậy, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố một số biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này như sau: tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông các chính sách pháp luật về thuế, về hóa đơn, công khai thông tin tổ chức cá nhân có hành vi mua bán hóa đơn đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm về hóa đơn, khi nhận được những thông tin có giá trị sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời đúng người đúng tội, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình lĩnh vực được giao để làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý với tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, phối hợp với cơ quan chức năng như Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng, Cục Thuế thành phố Hải Phòng và các cơ quan có liên quan chủ động nắm tình hình, phân loại các doanh nghiệp có dấu hiệu biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn để tiến hành kiểm tra, ngăn ngừa ngay từ khi doanh nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động. Việc điều tra khám phá, xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng sẽ góp phần bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, lợi ích nhà nước, chống thất thu ngân sách, làm minh bạch, lành mạnh môi trường sản xuất kinh doanh, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm,
củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Chương trình An ninh Hải Phòng tuần này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.